là hộ chăn nuôi với quy mô lớn, ông Dương Hoàng Dũng, chủ trang trại heo sạch Dũng Dung, thành phố Cần Thơ, cũng đang khá đắn đo khi tái đàn để phục vụ thị trường Tết năm nay. Ông cho biết, năm nào thị trường heo cũng khá hút hàng Tết. Tuy nhiên, với tình hình giá cả thức ăn như hiện nay, cộng thêm rủi ro dịch bệnh, nên ông còn ngán ngại. Nhưng mà tôi mong là sao á, thì có Quốc hội và Chính phủ và Bộ Nông nghiệp thì có cái định hướng để cho ổn định cái giá thức ăn chăn nuôi, giúp chúng tôi là ổn định về chăn nuôi, làm chúng tôi khó thể mà tồn tại được cái trong chăn nuôi hiện. Mặc dù còn 2 tháng nữa đã đến Tết, nhưng nhiều chủ cửa hàng kinh doanh cho biết chưa bao giờ lâm vào cảnh ế ẩm như hiện nay, bởi giá cả các mặt hàng thức ăn từ đầu năm 2022 đã qua 10 lần tăng giá, người nuôi không tái đàn vì lo ngại. Giá cả thức ăn nó tăng như thế này là người chăn nuôi coi như là không có, người ta ngại tái đàn lắm. Như giá cả thức ăn nó lên như vậy, coi như là người chăn nuôi không có lợi nhuận. Thành ra từ chỗ đó coi như là không có, người ta ngại tái đàn. Theo thống kê, thành phố Cần Thơ có trên 38.000 hộ gia đình chăn nuôi. Đây cũng là một phần nguồn cung chính thị trường. Nếu tình trạng thức ăn gia súc không bình ổn, người chăn nuôi sẽ giảm số lượng trong thời gian tới. Cái bộ ngành chức năng cũng có một cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho cái chăn nuôi nông hộ, và bên cạnh đó thì các bộ ngành cũng như là trung ương thì cũng quan tâm xác định coi như là cái nguồn để bình ổn giá cái vật tư đầu vào, để làm sao cho cái người chăn nuôi có cái hiệu quả mà ổn định để mà phát triển chăn nuôi lâu dài trong cái thời gian tới. Theo thống kê của Chi cục Thú y thành phố Cần Thơ, hiện có trên 200 trang trại với tổng đàn hơn 29.000 con, đủ cung ứng 70% thị trường Tết. Còn nhớ năm 2019, tình hình giá cả heo bất ổn do dịch tả heo châu Phi và biến động thị trường do nguồn heo khan hiếm. Sau thời gian phục hồi ổn định, thì gánh nặng về giá cả thức ăn lại khiến người dân càng thêm lo lắng.